em lại xin chào tất cả anh em nhé. Các bác đi qua nếu mà thấy ok thì cho em một nút đăng ký ạ. Em sẽ tận tâm phục vụ mọi người. Nếu mà các bác thấy phiền thì chúng ta có thể bỏ qua cái thông báo bằng cái cách là tắt chuông ạ. Thì em xin nói về nội dung ngày hôm nay như sau. Đó là cái cơ hội của chúng ta dành cho cây lan, cơ hội làm giàu của anh em chúng ta dành cho cây lan, từ cây lan là bao nhiêu. Đây em nói là lan va, lan đột biến anh em nhé. Em thì có rất nhiều hàng xóm, và hàng xóm thì rất nhiều các thành phần, mà cũng có rất nhiều những người bạo tay. Có một cô có hỏi là cháu chơi lan như thế thì bây giờ chắc phải mua được nhà mấy tỷ rồi đấy đúng không? Tôi cũng thật thành thật tôi trả lời là trước đây cháu cũng thì chơi theo đam mê chứ cũng không biết đến chơi va như bây giờ. Còn nếu mà cháu vào mạnh dạn khoảng 100-200 triệu cách đây khoảng 1-2 năm thì cháu thành tỷ phú mất rồi cô nhé. Thì cô ấy cười, cô bảo là thế mà mày không bảo cô vừa mua cây hết 3 tỷ mà đúng 2 tháng nay cô chỉ có nghĩ về lan, mất ăn mất ngủ vì lan, vì giá nó tăng kinh quá. Thì trước đó thì cô có mua một cây á hậu 600 triệu, hơn 600 triệu, nhưng sau Tết nó nhảy một phát lên đến 1 tỷ rưỡi luôn. Sướng mà, tiền thì bằng cả một năm chúng ta đi làm, thậm chí là nhiều năm. Em không dám so sánh với lương của cán bộ nhà nước. Đối với viên chức bình thường thì nếu mà vào lan một năm, các bác có thể bằng 20 năm đi làm. Em phải khẳng định. Em có một người anh cũng bỏ nghề, nói thật là không chịu được cái áp lực của nghề nghiệp, của công việc. Cho nên là bỏ nghề và một năm kiếm trên dưới 5 tỷ. Anh cũng không hay khoe khoang lắm đâu, nhưng mà em hiểu và em biết. Và anh có hỏi em là thế theo chú thì anh có nên đi làm nữa không? Thì câu trả lời này tự em phải trả lời chứ em thì, chứ bác ấy, hỏi thế để cho vui, chứ còn thực ra là một người đủ năng lực bỏ nghề thì phải hiểu là bản lĩnh của họ rất là lớn. Em không bàn đây. Và nhiều bác thì lại bảo là vào lan làm gì có cửa, bán cho ai, hay là cơ hội làm giàu của ai, không dành cho mình. Nhưng phải nói thật với các bác, may mắn thì cũng có may mắn, nhưng cái sự tính toán, cái sự gọi là trải đời, trải nghiệm mới đưa các bác đến thành công. Đằng sau cái sự may mắn đó của rất nhiều anh em, đó là sự đổ mồ hôi và tốn rất nhiều trí lực, sức lực, chứ không đơn giản là cái một vài câu chuyện mua cái cây lan về xong đợi nó tăng giá, còn phải chờ phản ứng của thị trường và rất nhiều thứ khác. Nhưng xét cho cùng nó vẫn dễ hơn đánh lô đánh đề anh em ạ. Và trên thị trường bây giờ em chỉ thấy nếu các bác vào cây mà các bác không chết, 100 cây không chết là các bác thắng ít nhất là gấp đôi. Em nói thực sự luôn, nếu bác nào may khéo thì có thể gấp nhiều lần hơn nữa. Em lấy ví dụ như năm cách đây khoảng 9 tháng em vào một cây hồng Yên Thủy, thì lúc đấy em mua có giá có 67 triệu, thì giờ nó đã lên khoảng gấp 7 lần rồi. 6742 tầm đấy. Thì như thế là may hay là sự tính toán? Em cho rằng nó là cả hai các bác ạ. Khi mình thấy một cái cây mà nó có triển vọng, có xu hướng mà nhiều anh em khác người ta cũng muốn vào, thì đột nhiên cái giá nó sẽ tự tăng lên, đúng không ạ? Và mình đi theo cái hướng đó thì người ta vẫn nói một câu là theo voi ăn bã mía,
con voi nó ăn bã mía thì kiểu gì nó chẳng để lại cái bã, đúng không ạ? Mình không phải là thành phần cơ hội, nhưng mình đi theo như thế để mình kiếm một chút lời. Còn nếu chúng ta chấp nhận sự khác biệt mà chúng ta đi theo cái hướng mà như em đã nói, là vào những cây mà nó không tạo được cái uy lực và những cây đã mất cái độ hot rồi, thì chỉ có vứt tiền qua cửa sổ thôi anh em ạ. Như vậy đằng sau cái sự may mắn đó là cả một cái đầu tính toán rất là nhiều. Và nói thực với các bác là em chỉ có mấy cây vớ vẩn, nhưng mà em ngày nào em nghĩ về nó luôn, ngày nào em nghĩ về Lan. Và em kiểu khó, nó ám luôn cả vào trong cái suy nghĩ của mình. Nên là chính vì cái lý do đấy cho nên nó bắt buộc nó phải đẻ ra cái gì đấy. Cho nên là em mới lên cái video để em nói, để cho nó thỏa cái để xả ra những cái mình nghĩ hàng ngày. Xét cho cùng nó vẫn dễ hơn đánh đề gấp 100.000 lần. Đánh đề các bạn một năm trúng được bao nhiêu lần? Nhưng ví dụ các bạn năm nay các bạn vào bỏ 500, các bạn giải vào 3 mã cây, em khẳng định rằng kiểu gì các bác cũng sẽ trúng. Trúng và thậm chí là trúng cả 3 thì ngon quá. Và chúng chỉ cần trúng một thôi là cái cây đó đã đủ đưa các bác vào bờ rồi. Cho nên là mạnh dạn thì mạnh dạn hết mức. Bởi vì người ta vẫn nói đến cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đấy. Nhân hòa năm nay là người ta nghĩ về Lan nhiều, người ta nói về Lan nhiều. Hội em cũng rất nhiều người vào mới các bác, thậm chí là vào gấp đôi gấp ba, và số tiền còn mạnh hơn trước rất nhiều. Chủ quán karaoke hay là cầm đồ hay là đồ gỗ, cái lượng tiền nó dồn vào để kiếm lợi ở cái thị trường Lan này nó phải hàng mấy trăm nghìn tỷ luôn. Thứ hai là cái xu hướng của dịch xã, mặc dù là đã được kiểm soát nhưng rất nhiều ngành nghề bị đình trệ, bị ngừng trệ. Em đã nói ở những video trước. Cho nên là cái cơ hội của những ngành nghề đó nó không cao, thậm chí thất nghiệp, rủi ro mà không kiếm ra được đồng nào. Có những bác công nhân cũng đi mua lan. Những đứa trẻ con có tiền trong con lợn cũng đi đập vào mua lan. Rồi những bác già, và người ta tìm thấy cơ hội ở đó. Và như mọi người biết ấy, thì nó tạo thành một cơn sốt, mà cơn sốt này chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Tất nhiên em đã nói không có gì là mãi mãi ở vĩnh viễn. Cho nên là đúng một anh lớn ở Lai Châu đã nói với em là em có bao nhiêu tiền năm nay em vào hết phú ạ. Em vào hết cho anh, và em sẽ giải ra hàng 2 đến 3 mã cây cho anh. Thì em sẽ thay đổi cuộc sống của em. Còn nếu em không nghe thì em bỏ ngoài tai những lời của anh. Thì tôi cũng thế các bạn, tôi nghe theo lời anh ấy. Họ có kinh nghiệm. Và nói thực với các bác nhé, là chúng ta mạnh dạn một lần để thay đổi số phận của mình. Hôm qua em nhìn thấy cái anh vườn lan Dũng Trang mua một cái ô tô Rolls Royce Phantom 39 tỷ các bác. Tiền đấy là ở đâu? Tiền đấy là ở Lan. Và cách đây khoảng 2 hay 3 năm thì anh ấy mua cái cây 5 cánh trắng Long Khánh, mua đứt gốc với giá 12 tỷ. Các bác biết là tầm nhìn cách đây 2-3 năm họ đã đoán định được cái thị trường nó sôi động như thế này. Cho nên là họ đã mua đứt gốc cây Long Khánh. Và bây giờ trong vườn của anh ấy thì cũng là nó rộng như là sân bay luôn các bác ạ. Vườn anh Dũng Trang Hòa Bình. Họ mua một cái ô tô 39 tỷ, không biết là còn cái mỹ từ nào, 39 hay 43 tỷ. Rolls Royce Cullinan được lấy tên theo cái viên kim cương đắt giá nhất mọi thời đại và ở thời điểm bây giờ. Rất nhiều những anh lớn chỉ trong 1-2 năm là mua được ô tô, mua cái đủ cái nọ kia. Và xây dựng cái thương hiệu rất thành công mọi người nhé. Cái tiền đấy nó ở đâu ra? Nó là tiền tái đầu tư. Và tiền đầu tư nhiều của những nhà đầu tư. Những vườn như anh Dũng Trang cũng phải mua nhiều chứ các bạn. Mua quá nhiều luôn.
vườn như anh Chính Trương có mua nhiều không? Còn mua nhiều hơn anh em chúng ta nhiều, đúng không ạ? Cho nên là mình không sợ. Các anh lớn đã giữ giá thị trường như thế thì em nghĩ là cuộc chơi này ít nhất phải tồn tại đến khi mà không còn ai chơi nữa, không còn ai muốn đầu tư nữa. Mà không còn ai muốn đầu tư nữa thì chờ đến ngày đó thì còn lâu lắm mọi người nhé. Cho nên một vài điều tâm sự với các bác là cơ hội dành cho tất cả anh em chúng ta là như nhau. Cơ hội còn rất là nhiều và chờ các bác phát triển. Đấy, xin chào mọi người.